Hello, xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sunma Vlog nha cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đờn Vlog nha. Thì cả nhà ơi, chắc quý cô chú anh chị mình cũng rất là lâu rồi mới thấy hai anh em mình quay video ở bên ngoài kênh này mọi người. Thì cả nhà thì hôm nay thì anh em mình chủ yếu là đến cái khu mộ của cô Sương. Thì cả nhà cũng đã biết thì anh em mình quay cũng khá là nhiều tập về cô Sương. Thì anh em mình chưa có quay tập nào về ban ngày hết. Thì hôm nay thì anh em mình quyết định quay vào ban ngày một tập để xem cái khung cảnh ở khu mộ của cô Sương như thế nào cho cả nhà xem rõ nha. Thì chắc có lẽ cũng nhiều cô chú anh chị cũng thắc mắc là cũng như là cũng biết rõ về cái khu vực địa hình ở ngôi mộ của Sương vào ban ngày như thế nào. Đó thì có một số anh chị comment rằng anh em mình đến đó ban ngày xem thử cảnh ban ngày và khung vật mọi thứ xung quanh ra thế nào cả nhà. Thì hiện bây giờ thì hai anh em mình đang ngồi ở trong một cái nhà mồ cả nhà. Cái nhà mồ này thì cũng khá lớn. Thì cái nhà mồ này lúc trước thì em Tú cũng có quay ở đây. Thì cái nhà mồ này mọi người, lúc trước mình quay ở kênh Sama TV đó thì còn đêm á thì thường thấy cô gái xuất hiện xung quanh khu vực ở đây, hoặc như là ở cái băng đá phía trước mặt mình nè. Thấy cô ấy ngồi băng đá đó và xuất hiện theo những cái cây cái xoài đó. Mình thấy qua mình sau lưng mình có một ngôi mộ. Mà đặc biệt cái trong khu mộ này á là chỉ có một ngôi mộ duy nhất mà ngôi mộ đó là không phải phụ nữ, của đàn ông nữa. Mà tại sao trong cái nhà mộ này lại xuất hiện một bóng một người phụ nữ? Đó, mình cũng thật sự không hiểu. Thì ok cả nhà, thì bây giờ hai anh em mình thì cũng không có lòng vòng nữa, thì bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo hai anh em mình nha. Ok, giờ anh em mình sẽ đi từ đây đến ngôi mộ của cô Sương cho quý cô chú anh chị mình xem là cái khung cảnh mọi vật ở đây như thế nào nha cả nhà. Thì ok cả nhà, thì khu vực này nè. Thì cũng qua là kể của Tú thì lúc trước Tú cũng đã đến đây và cũng có quay ở trong cái khu nhà mồ này, thì có thấy một cái vong của một cô gái. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi tiến lại ngôi mộ của cô Sương nha cả nhà. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng theo hai anh em mình tiến đến ngôi mộ của cô Sương nha. Bước nhà lại. Để đi cả nhà. Chủ yếu là vào ban ngày thấy nó sáng. Cây bên kia kìa, thấy không? Ê, có kìa. Đấy, mạnh không kìa, thấy không? Qua cái ngồi rừng nhưng mà hiện trái rất là ngon. Bên kia cây bên kia cũng ngon. Tốt lắm, vậy tôi sẽ dỗ cái cây nhà trồng để dành ăn từ từ ruộng cả nha. Thì ở những cái tập trước á cả nhà, thì anh em mình quay vào ban đêm á, thì anh em mình đến cái cầu khỉ đằng kia, anh em mình mỗi quần mình mới qua. Thì tập này ban ngày cho nên anh em mình cố tình quay cái khung cảnh ở khu vực này cho cả nhà cùng xem. Ở đây có mấy cái bụi tre nữa cả nhà, tre tầm trong. Nắng quá trời đi. Quá nắng. Giờ 12 giờ trưa nắng quá. Hôm nay anh em mình đến rồi. Cô chưa vào lúc 12 giờ trưa. Thấy đó không? Đó khu mộ mình đó là đó có cái khu mộ đó. Nhưng mà bây giờ cũng qua đó, cũng qua cái cầu rất là siêu to khổng lồ. Nắng quá cả nhà. Thì đây nè cả nhà. Thì từ xa xa hiện bây giờ nhìn qua đó thấy là khu mộ của Sương nằm bên đó đó, ngôi mộ cổ. Ngôi mộ cô là ngôi mộ nhỏ nhất mà nằm thấp nhất luôn á cả nhà. Có xe ai đi đồng đó vậy?
mới chở mày đó, mày hỏi nữa, mới chở mày đi quay còn hỏi nữa. Thứ là đậu xe ở đây mà không biết thấy mặt lại chứ. Cuộc hành trình hà của hai anh em săn ma vlog là đi săn ma vào ban ngày. Đây chiếc xe mà anh em mình vừa đi quay. Mấy cái lần em quen không? Có đêm mới thấy cái bờ ruộng luôn à. Bỏ ngày rồi vậy nè. Nóng tới cổ luôn rồi. Thì cả nhà từ xa cả nhà á, hiện bây giờ hai anh em mình đang tiến lại gần thì cả nhà cũng thấy rõ cái khung cảnh của mấy cái ngôi mộ hôm trước anh em mình đang ngồi cái đó đó cả nhà. Còn ở đây nhìn ra ngoài đó, tuốt tuốt ngoài đó là ngoài là cái cầu. Cầu qua kinh đó cả nhà. Thấy bóng cô ấy đứng nghe bụi đó. Nói chung là hôm trước tôi đứng nghe cái bụi này. Và trước khi cô ấy đi xe thoát thì tôi đứng ở cái bụi đó và tôi gần này. Thì thấy ban đêm thì tôi thấy thấy gần nha. Ban đêm thấy thấy thui à. Không thấy xa quá sao không thấy. Đã ban đêm mà. Ở đây hôm nay là có ai có người ta làm xì chuột cái này thấy không? Nè, nhân dây nè. Chuột nè. Ừ. Dây này mới căng mới chát nè. Biết là cái bóng đó lúc đó có phải là của xương hay không. Giờ anh em mình đang tới cả nhà. Cái bánh hôm trước anh em mình cũng bị kiến ăn. Đây là cái bia đá nè cả nhà. Hiện giờ mình vẫn thấy chữ N nè, chữ G nè, họ Nguyễn á cả nhà. Thì chữ T nè, chữ H nè. Chữ Y nè. Còn đây là chữ S nè. Chữ này chữ U. Ủa sao cái tên cô Sương là thi viết ở xuống dưới này nữa nè cả nhà. Mà bây giờ nhìn không có được rõ. Không còn thấy cái tên nữa. Chỉ là mình khi mình giờ cái tay vào đây nè là nó có cái lằn chữ khuyết vô đó cả nhà. Hôm đó thì mình đằng còn rất là nhiều, mất rất là nhiều. Đó, là cái hôm đêm đó là đêm tình mệt, mình bắt cái xe đó. Cái bờ xa, mình đang bắt cái xa, chạy ra đường nào sao kẹp. Cái tập hôm trước á, anh em mình đến đó cả nhà. Thì cô cũng có rất là nhiều cô chú anh chị là các em nói là ở cái bụi chuối đó là có cũng có một cái hiện tượng lạ ngay bụi chuối đó. Cái này thôi chứ hầu như là chưa.
mà thì nhiều nhiều cô chú nói là kiểu như là có một cái linh lực nào đó làm cho cái chuối nó mừng vui vui với cả nhà, vẫy tay chào á, mà trong khi đó thì anh em mình đâu có để ý là thấy đâu, cho nên anh em mình không có biết có đúng như vậy không. Ê ê, bia mộ nữa nè, sao đây có cái bia mộ của ai đây ta, nằm đại dưới đất luôn nè cả nhà, thấy không? Là có bia chứ gì nữa. Thì cái bia mộ nè, mà không thấy cái mộ, thấy cái bia mà. Đây đây không chừng là một ngôi mộ bị lãng quên nữa nè, bị lãng quên nữa nè. Không lẽ nắng quá, cháy đầu luôn. Đứng này nếp nắng xíu. Đó cái nhà cây cầu tút 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 ngoài kìa đó. Thì hôm nay anh em đi ban ngày cũng mới phát hiện ở đây có bia mộ mà không có mộ. Cái bia mà bị ngã xuống luôn nữa. Thì chắc có lẽ đây là một cái mộ bị lạc. Thì nói chung á thì ban ngày thì những thứ chuyện mình nghe chủ yếu là biết cái trong cảnh ở đây thế nào thôi. Nằm kế một bên bên mộ của cô Sương thì cũng có một ngôi mộ của một người đàn ông. Thì mình xin phép được quay cái ngôi mộ của tên người đàn ông này nha cả nhà. Để có nhiều cô chú không biết comment nói là không lẽ là ngôi mộ đó. Tại vì thường thường xuyên thấy cái vong của cô Sương hay xuất hiện trên cái ngôi mộ này. Thì cũng cũng có nhiều cô chú hiểu lầm là cái tưởng là cái ngôi mộ bằng đá đó đó. Cái mộ này là của Sương nè. Là của cô Sương. Có mộ kế bên là mộ người khác. Của một người đàn ông. Do là cái mộ này bị không có cái mộ phần mộ của mộ lên. Chỉ có cái bia thôi. Đó, người ta người ta xây lên, còn người ta có khu đất lên thì dễ biết. Đúng rồi. Còn cái mộ của ấy thì bằng rang luôn, chỉ có một cái bia thôi. Đó thì hôm xa xa thì khó nhìn thấy. Thì cái nhà hôm trước anh em mình cũng bứt cỏ nó cũng trống trải đó cả nhà. Chứ bữa mới vô nhìn nó ghê lắm. Ôm tùm như vậy luôn. Bứt thế này là bứt gì? Mọi người ơi. Thì hôm nay thì anh em mình phơi nắng. Nắng chá mặt sáng trưng cả nhà. Thì để quay ban ngày cho quý chú chị mình xem cái cảnh ban ngày của mộ của Sương lạnh lẽo cũng như là nó vắng vẻ như thế nào, nó gì đêm sẽ khác nữa và nhiều nó lạnh lẽo hơn nữa. Thì ok cả nhà, thì đến đây thì anh em mình chắc có lẽ sẽ kết thúc clip tại đây. Thì cuối clip thì anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc cả nhà. Đó thì anh em mình hôm nay thì cũng như là những lần trước thì anh em mình cũng có quay lại những cái nơi quay về đêm. Hầu như mọi người đều không biết là đó là đâu và khung cảnh xung quanh như thế nào. Mà sao hai nãy đi đêm qua không đi ban ngày. Đó thì hôm nay anh em quay lại ban ngày cho mọi người xem cái cảnh đây đó. Thì ok, thì có video cho anh em mình chúc mọi người thật sự sức khỏe cho đại lúc nha. Chào cả nhà. Bye bye.